寻思无期，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。谁啊？哎，谁？是我，公司。là ta, công tôm. 进来。vào đi. Sang ca nè. Tam ca đâu? Văn Thúc bị bọn họ tới tìm đi rồi, sợ là sẽ không thoát thân được. Xin đại tư mã suy nghĩ kỹ. Mấy người này thật vô vị. Quynh cười cái gì? Ta cười Văn Thúc đã trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, cuối cùng lại bị hủy hoại ở đây. Đừng dùng lời nói công kích ta, ta sẽ không nghe đâu. Quynh có nói gì cũng vô dụng thôi, ta sẽ chẳng nói gì cả. Quynh điên rồi à? Bây giờ Quynh đang hiếp người bị thương như ta có phải không? Dù là muội cũng phải chết, nếu có một ngày để muội chết vì hối hận, chi bằng bây giờ ta là một kẻ xấu thành toàn cho đôi phu thê các người. Quynh điên rồi. Quynh nói hồ đồ gì thế? Nếu muội đã không cho Văn Thúc lấy Quách Thị thì nên nghĩ đến việc có hậu quả này. Hậu quả gì chứ? Quynh đừng có mà nghe đồn đại. Ta nghe lời đồn đại, những tướng lĩnh ở bên ngoài kia, Từ Lạc Dương đã luôn đi theo đại tư mã Lưu Tú. Vì sao chứ? Là bởi vì bọn họ anh hùng khí đoản, nhi nữ tình thường, có đúng không? Là bởi vì họ không yêu giang sơn mà yêu mỹ nhân hơn, có phải không? Vì sao bọn họ thề chết đi theo ngài ấy suốt dọc đường Bắc Thượng, bây giờ chỉ lấy có một người phụ nữ là có thể dễ dàng chấm dứt chiến tranh? Nhưng Văn Thúc lại cố chấp không chịu. Lưu Dương không hàng, sớm muộn gì cũng có một ngày Đinh Nhung tương kiến. Lẽ nào muội chỉ muốn để cho các tướng sĩ này vì tư tình nữ nhi của muội mà mất mạng vô ích sao? Còn nữa, sự tồn vong của hàng vạn người đang nằm giữa sự lựa chọn của Lưu Văn Thúc. Lẽ nào muội muốn để cho những người đó vì muội mà chết một cách lãng phí? Đừng nói nữa. Ta chỉ biết ta là vợ chàng. Chàng là phu quân của ta, giữa chúng ta không thể tồn tại người thứ ba. Muội đây là ép Văn Thúc đi chết. Đi đến bước đường ngày hôm nay rồi, ngày ấy đã không còn đường nào để lui nữa rồi. Nếu không sẽ làm bất lòng người. Đợi đến một ngày sẽ không còn ai trung thành theo ngày ấy nữa. Đợi đến lúc Lưu Tử Dư treo thưởng 10 vạn hộ lấy đầu của Lưu Tú, lúc ấy ngày ấy muốn tái giáp Quy Điền thì đã muộn rồi. Bởi vì ngày ấy không thể sống sót mà rời quận Hà Nội. Quỳnh nói láo. Lệ Hoa, ta biết muội là người không muốn thấy Văn Thúc đi chết hơn bất kỳ ai. Nếu đã vậy, sao muội không thành người tốt? Văn Thúc hiện tại đối với muội là biết ơn, đương nhiên sẽ không làm chuyện phản bội lại tâm nguyện của muội. Nhưng mà muội có từng nghĩ, đại trưởng phu nếu như vì một người phụ nữ bỏ đi cả tương lai phía trước, cho dù có sống sót, có một ngày có lẽ Quynh ấy cũng vì thế mà sinh ra thù ghét. Chỉ cần Quynh ấy có một tia suy nghĩ tiếc nuối, sau này giữa phu thê hai người sẽ không thể chân thành và vô tư như bây giờ đâu. Nếu như mỗi chuyện gì cũng suy nghĩ cho Quynh ấy, ta khuyên muội hãy đại lượng một chút. Đó là cách nghĩ của Quynh, không phải là của Văn Thúc. Tử Phi Ngư, An Tri Ngư chi lạc, Tử Phi Ngã, An Tri Ngã bất tri ngư chi lạc. Lệ Khoa, muội bản tính cởi mở giống một người đàn ông, nhưng dù sao thì muội vẫn là phận nữ nhi, tham vọng và suy nghĩ của nam nhân. Cả đời này muội cũng không có cách nào hiểu được. Tôi có
Ta có thê thất còn có cả Đinh Nhu. Nhưng mà chuyện hôm nay lòng ta phải tự vấn. Nếu ta và Văn Thúc đứng ở nơi khác, đừng nói là nạp cháu gái của Lưu Dương làm thiếp, cho dù là phế thê thành thiếp đưa cô ta lên làm chính, ta cũng sẽ không có nửa phần do dự. Nhưng mà Quynh không phải chàng. Thứ Quynh làm được chàng không làm được. Thứ chàng làm được Quynh không làm được. Quynh không hiểu. Chàng trước giờ không muốn phụ người. Thà tự làm đau bản thân còn hơn khiến người khác bị thương. Nếu như thật sự chàng lấy Quách Thị thì sẽ phải chịu trách nhiệm tới cùng với cô ta. Cũng như chàng đã từng nói với ta, chàng là người đã cưới ta thì sẽ tốt với người đó cả đời. Lệ Hoa, Lệ Hoa, ta biết thế này là ép muội. Có lẽ là rất tàn nhẫn. Nhưng nếu như hôm nay không ép muội như vậy, Văn Thúc vì thế mà bỏ mạng, muội sẽ hối hận cả đời. Cô nương, đại công tử phái người truyền tin bảo cô quay về Tân Giả. Lệ Hoa, đừng buồn. Văn Thúc cũng không muốn như vậy mà. Ta sẽ cùng muội về Tân Giả trước nhé. Mong đại tư mã suy nghĩ lại. Chư vị hãy về đi, thứ lỗi cho Lưu Tú không thể nghe theo. Mong đại tư mã suy nghĩ lại. Mời chư vị quay về. Đại tư mã ngày mai sẽ lên đường, đích thân đến Chân Định cầu thân. Lệ Hoa, chúng ta đi thôi. Quay về Nam Dương, không quay lại nữa. Chàng sớm đã không thuộc về một mình thiếp nữa rồi. Ta hy vọng nàng có thể ích kỷ một chút. Ta hy vọng hai ta đều có thể ích kỷ một chút. Có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta. Cho dù có đấu tranh thế nào cũng không trốn chạy được. Nguyện vọng duy nhất của ta kiếp này chính là cưới nàng làm vợ. Có nàng, đời này là đủ rồi. Thiếp biết. Thiếp đều biết hết. Vậy thì quay về cùng ta đi. Muộn rồi.
Tú Nhi, chàng biết không? Chỉ cần chàng sống là đã tốt hơn bất cứ thứ gì rồi. Chỉ cần chàng sống. Chỉ cần ta sống là được sao? Thiếp từng nghĩ rằng chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường như thế này mãi. Nhìn chàng dần dần già đi, nhìn tóc chàng bạc, chàng mãi mãi là tam ca của thiếp. Thiếp mãi mãi là lệ hoa của chàng. Lệ Qua, ta xin nàng, ta xin nàng đừng rời xa ta, ta xin nàng. Chàng khóc rồi, không được khóc. Không phải là chúng ta đã nói chúng ta muốn thiên hạ thái bình, muốn mọi người không phải chịu nỗi đau mất người thân nữa sao? Bây giờ tâm nguyện này khó khăn lắm mới có cơ hội thực hiện, chúng ta nên vui mới phải. Chàng yên tâm, dù có đến nơi đâu, thiếp mãi mãi là Lệ Hoa yêu chàng nhất. Văn Thúc, bọn ta không đi cùng nữa. Bọn ta sẽ đây cùng âm cơ. Thay ta chăm sóc Lệ Hoa. Đại Tư Mã.
Nghe danh Đại Tư Mã đã lâu, hôm nay được gặp Quá Nhiên lại dáng vẻ đường đường, phong thái bất phàm. Chân Định Vương quá khen rồi, làm phiền Chân Định Vương đích thân nghênh đón Lưu Tú cảm kích vô cùng. Đại Tư Mã không cần khách sáo, hôm nay sau khi ngài và Săn Đồng thành thân, chúng ta sẽ thành người một nhà, sau này cùng chung kẻ thù kề vai sát cánh. Hôm nay Lưu Tú chỉ đến để cầu hôn, hôm nay mà cưới luôn thì có phải hơi đường đột không? Ta biết Đại Tư Mã bận rộn công việc, thế nên đã phái người đã chuẩn bị mọi thứ cần cho hôn lễ rồi. Hôm nay ngài có thể cưới Săn Đồng làm vợ luôn. Mời. Cưới vợ, chuyện gì đấy? Chúng ta phải bàn riêng với nhau, nếu đã liên hôn thì phải làm nghi lễ cưới vợ. Vì vậy, phải đồng ý yêu cầu của Lưu Dương làm càn. Ta đã lấy Lệ Hoa làm vợ. Cho dù là cưới về nhà thì cũng phải làm thiếp. Đại Tư Mã, người hồ đồ rồi, Quách thị tôn quý như vậy sao có thể làm thiếp chứ? Đại Tư Mã, chuyện đến nước này đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu người không đồng ý thì Chân Điện Vương sẽ trở mặt ngay đó. Đại Tư Mã, vì đại cục, người hãy chịu thiệt một tí đi. Xin Đại Tư Mã hãy lấy đại cục làm trọng. Hôm nay là ngày đại hỷ. Nào, chúng ta uống thêm ly nữa. Nào, nào, nào. Các vị, hôm nay là ngày đại hỷ thành thân của cháu gái Săn Đồng của ta và Đại Tư Mã. Ta sẽ dâng một khúc tặng các vị để góp vui. Hay hay.都是你赐的对白，如果成为轮回。
Phu quân, phu quân. Chàng còn nhớ thiếp không? Chàng đã ốm hơn lúc đó rất nhiều. Cô nương, đây là thang thuốc thứ ba mà Trình Đại Phu đã dặn dò, nhưng cũng là thang thuốc có dược tính mạnh nhất. Cô nương, cô có sao không? Cô nương, cô nương. Cô nương, cô có sao? Cô nương, cô ổn chứ? Không sao. Chúng ta đi đâu vậy? Đến rồi chàng sẽ biết. Nào. Số thư này sao lại ở chỗ nàng? Phu quân quên rồi à? Phu quân từng cứu hai mẹ con thiếp. Số thư này đều là do chàng để lại. Thiếp vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, mong là có một ngày có thể đích thân giao cho chàng. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao. Cô sẽ không sao đâu, nhìn vào mắt ta đi. Lưu Văn Thuốc, Văn Thuốc. Phu quân có còn nhớ lúc đó ta rất sợ, cứ nắm chặt lấy áo của chàng không buông. Sau đó ta lại bị thương. Quynh xem Quynh, bây giờ cả tiền học và tiền ăn Quynh còn giao không nổi, mà còn không quên mua loại giấy lụa đắt đỏ này. Tiền của Quynh đều đem biếu hết cho Ý Trung Nhân rồi. Với cả
Phu quân. Phu quân. Phu quân. Tôi vẫn nghĩ bị mất. Ta còn tưởng là mất rồi. Không ngờ còn có thể tìm lại được. Có điều. Dù có thế nào cũng phải cảm ơn nàng đã cất giữ cẩn thận. Hai ta đã là vợ chồng rồi, sao vẫn phải khách sáo như vậy chứ? Chàng biết không, chỗ giấy lụa này thiếp đã xem rất nhiều lần, đã thuộc lòng lâu rồi. Cứ mỗi lần đọc là thiếp lại thấy mình hiểu được chàng thêm phần nào. Thiếp biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại. Giờ đây chúng ta kết làm vợ chồng. Chàng nói xem, đó có phải là duyên phận ông trời ban cho chúng ta không? Chắc vậy. Nhưng ta lại càng lúc càng không hiểu được chính mình rồi. Nàng nói xem, nàng đã hiểu gì về ta? Một là phu quân bình thủy tương phùng, cứu san đồng khỏi cơn nguy nạn, làm những chuyện người thường không dám làm. Hai là phu quân đại chiến Côn Dương, thiên binh thần tướng, lấy ít thắng nhiều, uy danh giang khắp thiên hạ. Trong mắt của san đồng, phu quân hẳn là một người kiệt xuất thời nay. Phu nhân, hỏi cô một chuyện. Có chuyện gì phu nhân xin cứ hỏi ạ. Cô từ nhỏ đã hầu hạ sang đồng, ngoài mặt thì hai người là chủ tớ, nhưng mà thực tế lại thân như tỉ muội. Cô có chăm sóc cho nó là ta yên tâm rồi. Nô tỳ nhất định sẽ dốc lòng chăm sóc cô nương. Người ta lo lại là cô gia bây giờ. Nếu không phải vì muốn san sẻ gánh lo cho ca ca thì ta không nỡ gả sang đồng cho Lưu Tú đâu. Nô tỳ ngu muội, tại sao lại như thế ạ? Có một số chuyện cô không biết. Lấy vợ nên lấy âm lệ hoa. Trước khi hắn lấy sang đồng đã có âm thị, ta lo sang đồng sẽ chịu ấm ức. Sang đồng và Lưu Tú đã cùng phòng chưa? Chuyện này với ta thì có gì là không thể nói. Nô tỳ. Mẹ, sao mẹ có thể hỏi anh Lạc những chuyện này chứ? Ta cũng chỉ là quan tâm con thôi. Nếu con đã nghe thế rồi thì ta cũng không hỏi anh Lạc nữa. Lưu Tú có tốt với con không? Phu quân đối với con dịu dàng chu đáo. Mẹ, những chuyện này mẹ không cần phải lo đâu. Đúng mà, đại tư mã đối với cô nương rất tốt, vô cùng ân ái với cô nương. Con rể bái kiến nhạc mẫu. Đều là người một nhà, con rể không cần khách sáo. Sang đồng còn trẻ, nếu sau này nó có chỗ nào không phải, mong con rể hãy bao dung. Nhạc mẫu đại nhân quá lời rồi. Phu quân, chẳng phải là chàng nói đi bái kiến cửu phụ sao? Đi thôi. Phu quân đi thôi, chúng con đi nhé. Con rể, mấy hôm nay con ở phủ ta có quen không? Đa tạ Chân Định Vương quan tâm chiếu cố, điểm gì cũng nghĩ vô cùng chu đáo. Con thành thân với San Đồng, chúng ta là người một nhà rồi. Từ nay về sau không phân đôi bên, cùng nhau thảo phạt nghịch tặc Vương Lãng, dốc sức cho canh thủy bệ hạ. Đa tạ cửu phụ đại nhân hiểu thấu đại nghĩa. Con thành thân đã được 3 ngày, bộ hạ của Xương Thành đang đợi con trở về, tiếp tục tiến về phía bắc để thảo phạt Vương Lang. Con đã thương lượng với San Đồng, định là ngày mai sẽ khởi hành. Có Chân Định Vương và đại tư mã liên thủ đánh bại Vương Lang chắc chắn là không có gì khó. Chân Định Vương lần này ngài định phái bao nhiêu binh để trợ giúp đại tư mã?
Con rể trong trận chiến Côn Dương đã đánh bại 1 triệu đại quân của Vương Mãng, đúng là dùng binh như thần. Hiện nay dưới tay còn có hàng vạn tinh binh, nhất định là có thể đối đầu với tên nghịch tặc Vương Lãng. Còn về phía ta, tuy dưới tay có nhiều bộ hạ, nhưng đều là những kẻ môn khách tản mạng. Giá lại xung quanh còn có không ít giặc cỏ thổ phỉ, cần phải trấn thủ quận Thường Sơn. Cho nên binh lực của ta tạm thời sẽ làm binh hậu viện trấn thủ chân định, đợi khi nào thời cơ đến sẽ xuất binh trợ giúp con. Chân Định Vương, lúc trước ngài đã hứa với ta là sẽ xuất binh để giúp Đại Tư Mã, nhưng bây giờ chúng ta thành người một nhà rồi, sao lại đổi ý rồi? Bá Tiên Quynh đừng nóng. Chân Định Vương cũng chưa nói là sẽ không xuất binh chi viện cho Đại Tư Mã. Biểu thúc, quân tặc Hàm Đan gấp mấy lần quân ta, thành trì dễ thủ khó công, mong thúc giúp đỡ. Ta không phải là không muốn xuất binh, nhưng mà trong đội quân của ta còn có huynh đệ Lưu Nhượng, Lưu Tế. Nếu như xuất binh phải thương lượng với chúng huynh đệ, ta không thể tự mình phán quyết. Vậy còn phải thương lượng đến bao giờ? Ý của Chân Định Vương, Lưu Tú đã hiểu. Có ngài làm hậu phương, chúng ta như hổ thêm cánh, không phải lo lắng gì thêm. Hiền Tế yên tâm, nếu tiền tuyến thực sự có nguy hiểm, ta ắt sẽ xuất binh tương trợ. Lưu Tú cảm ơn trước. Phu quân, thời gian không còn sớm nữa, sức khỏe quan trọng, nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải xem chiến báo. Đã gần giờ tí rồi, Đại Tư Mã và cô nương ngày mai còn phải về Xương Thành, không nên lao lực quá sức, về phòng nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn. Anh Lạc, không được lắm lời. Quân Hàm đang sắp đến, đại chiến sắp diễn ra, các tướng sĩ đang đợi ta chỉ huy. Trước khi quay về, ta phải xem hết đống chiếu báo này, lên kế hoạch mới được. Thiệt thòi cho nàng rồi. Nếu đã như vậy, Sang Đồng không làm phiền phu quân nữa. Anh Lạc, lấy thêm 2 ngọn nến nữa. Ở đây ánh sáng tối quá, phu quân đọc lâu sẽ mỏi mắt. Dân. Lệ Khoa, xin lỗi. Chỗ này thanh nhã quá. Xem ra rất hợp để ở ẩn. Ở đây cũng là nơi tốt để chữa thương. Chân của ta bị thương lâu như vậy cũng không thể khởi sắc. Ta nghĩ lần này chắc hỏng thật rồi. Cô nương đừng nói như vậy. Chúng ta đến đây chính là muốn tìm sư phụ của Trình Đại Phu để chữa vết thương ở chân của cô nương. Cô nương chỉ cần dưỡng thương cho tốt, chân nhất định sẽ mau chóng hồi phục. Sư phụ Trình Đại Phu là vị cao nhân nào? Đang nói đến ta sao? Nào Lệ Hoa, cửu cửu, con đừng di chuyển. Cửu cửu, con ngoan, chịu khổ rồi. Đừng buồn, đừng buồn, có cửu cửu tất cả sẽ ổn thôi. Lệ Hoa, đừng buồn. Ta và sư phụ câu được nhiều cá tươi lắm. Buổi tối làm bữa thịnh soạn có được không?
Con cái bây giờ đã gả cho người khác, tuyệt đối đừng vướng bỉnh như ở nhà, nhất định là phải hầu hạ phu quân cho tốt. Con gái biết rồi, mẫu thân cũng phải bảo trọng sức khỏe. Con gái sẽ nhớ mẫu thân nhiều lắm, cầu phúc cho mẫu thân. Mẫu thân không cầu gì khác, chỉ mong con hầu hạ phu quân cho tốt, đồng thời chăm sóc bản thân mình, đừng để bị mệt, bị đói. Vậy là mẫu thân cũng mãn nguyện rồi. Mẫu thân suy nghĩ nhiều rồi. Phu quân là bầu trời của con gái, lá chắn của con gái, chỉ cần có phu quân ở bên cạnh, con gái không sợ gì cả. Xin người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Sang Đồng, không để nàng ấy bị thiệt thòi đâu. Sang Đồng tiễn biệt cũ cũ, tiễn biệt mẫu thân. Rõ ràng nói là cùng nhau đánh địch, tại sao Lưu Dương này bây giờ lại hèn nhát như vậy? Lưu Dương này âm hiểm gian xảo, chúng ta nên sớm nghĩ đến hắn sẽ ra chiêu này. Đều tại ta, sớm biết như thế ta sẽ không đáp ứng chuyện liên hôn. Lão già này đều là lỗi của chúng ta. Không ngờ được Lưu Dương lại trở mặt, là một tên bất tín. Đại Tư Mã đã lấy về gỗ, đã đóng thuyền, bây giờ nói cũng muộn rồi. Tuy rằng lão đã nói nếu chúng ta gặp nguy hiểm sẽ xuất binh giúp đỡ, nhưng ta thấy hiện giờ chúng ta cũng không thể hy vọng vào hắn. Các vị không phải tự trách. Trân Định Dương tuy chưa xuất binh nhưng đã đồng ý theo phe của chúng ta, không làm bạn với Vương Lang. Đối với chúng ta mà nói đã đạt được mục đích rồi. Cho dù không có chỉ diện của lão, với binh lực của chúng ta vẫn có thể đối đầu với Vương Lang. Mọi người lập tức chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị tiến lên phía bắc phản công Vương Lang. Rõ. Chàng biết không, Tú Nhi chỉ cần chàng sống quan trọng hơn mọi thứ. Thiếp chỉ cần chàng sống, bất luận đi đến đâu, chàng vĩnh viễn là tam ca của thiếp. Thiếp vĩnh viễn là Lệ Hoa yêu chàng nhất. Chúa công. A Vũ, lúc Lệ Hoa đi có nói gì không? Không. Vậy huynh định sắp xếp cho Quách thị như thế nào? Vũ, nếu như đổi lại là huynh thì huynh sẽ làm thế nào? Trước kia ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ huynh, nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, ta nên làm thế nào đây? Bây giờ chúa công đã không còn đường nào để lui nữa. Chí hướng của lệnh quân Đu Bá Thăng và Lệ Qua phải do người hoàn thành, chỉ có bình định được chiến loạn mới không phụ lòng sự hy sinh và nhún nhường của họ. Tử Linh,
Tử Lăng, sao huynh lại ở cùng với cũ cũ? Từ sau khi từ biệt ở Thái Dương, ta vẫn luôn đi về hướng Tây. Sau đó ta gặp được sư phụ, chúng ta một già một trẻ, vì để tránh chiến loạn nên đã ẩn cư ở đây. Huynh sống thật an nhàn tự tại, đấy là do ta tốt số, chứ không giống như mấy người số khổ quá. Tử Lăng, vết thương của Lệ Qua vẫn chưa lành, phải tránh tức giận. Con nhường nhịn con bé vài câu đi. Thầy và cô ấy chinh chiến nơi xa trường, âm kích tướng quân quay phong lẫm liệt, sao có thể vì vài câu nói của con mà tức giận được chứ? Ta đã không phải là âm kích nữa rồi, cũng không qua quay phong nữa đâu. Lệ Hoa, quốc kỳ đã kể lại hết những chuyện đã xảy ra cho ta nghe rồi. Chuyện cũ đã qua, bây giờ con không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Yên tâm ở đây dưỡng bệnh, cụ cụ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi chân cho con. Đúng đúng, là phụ nữ thì phải nên nghe lời một chút. Cô xem, cô ương ngạnh quá lại không tự lượng sức mình, mới rơi vào kết cục thảm hại như bây giờ. Trong cảnh loạn lạc, đàn ông phải biết nên làm gì. Kiểu người không có chí tiến thủ như Quynh thì khác gì những loại côn trùng phá hoại mùa màng là mấy đâu. Ta vốn tưởng rằng phụ nữ đã được gả chồng rồi thì sẽ bình thường vô dị, không ngờ Lệ Qua quan gia chúng ta, cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng phải trong tư thế hiên ngang, không chịu thua cuộc. Thế đấy, Lệ Qua, lần trước thuốc mà ta bảo Trình Ngự đem tới cho con có uống thuốc đúng giờ không? Trình đại phu nói chỉ cần uống 3 thang thuốc là sẽ khỏi thôi. Cô tưởng bở à? Chân của cô suýt nữa là tàn phế, vốn dĩ uống thuốc cũng khó cứu được. Nếu không phải sư phụ bảo ông ta mang loại thuốc quý đã giấu mười mấy năm nay thì chân của cô đã tàn phế rồi. Còn nữa, sau khi sắp thuốc cho cô xong, không lo lắng, cụ cũ sẽ giúp con điều trị bằng một vài loại thuốc mới. Chỉ cần con kiên trì trị liệu thì chân của con chắc chắn sẽ dần khỏi thôi. Có cụ cũ ở đây, Lệ Qua yên tâm rồi. Chân của cô mau khỏi đi đấy, để liệt chân rồi thì không hay đâu. Nhưng như thế vẫn còn khỏe hơn phế vật, tứ chi khỏe mạnh mà chỉ biết nhàn hạ đấy.红颜美，醉了君王，那江山来还原一吗？红颜祸水，弥天大谎，江山如画，谁令男儿写家？迎风绽放。